Xin chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay hãy cùng tôi và quý khách hàng đi thăm một vòng showroom Mazda Bắc Ninh nhé, để xem những cái mẫu xe của nhà Mazda nó thực sự đẹp và có ưu đãi như thế nào nhé mọi người nhé. Vâng, đầu tiên đây là chiếc xe Mazda 3 trắng ngọc trai đang hỗ trợ 60% thuế trước bạ nhé mọi người nhé. Và cùng đó là vô vàn quà tặng. Đây là mẫu sedan bán chạy nhất phân khúc C luôn. Các bạn nhìn màu nó cực kỳ đẹp, nó có những cái ánh pha lê, ánh kim tuyến. Màu trắng của Mazda thì nó cực kỳ khác luôn, cả màu đỏ nữa, màu đỏ là màu linh hồn rồi. Đó, cả nhà ơi nhìn nhá, đây là màu bản sedan nhá, cực kỳ đẹp, cực kỳ trường xe luôn. 4,6 m luôn mọi người ạ, à, rộng dài nhất phân khúc luôn đấy ạ. Bên cạnh đây thì là mẫu Mazda 3 phiên bản Kawasaki Blue bản Luxury nhá mọi người nhá. Trời ơi, cái màu phải nói là quá đẹp luôn. Màu của trên những dòng Mercedes-Benz GLC đấy mọi người ạ. Lipo thể thao này, cánh gương gió này. Ôi, một bộ đèn full LED. Phải nói là cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Đây là màu xanh Kawasaki Blue nhá mọi người nhá. Nội thất này. U là trời mọi người ơi, cực kỳ đẹp luôn. Đây, kế đây là một em trắng ngọc trinh luôn. Mazda 3 hatchback phiên bản Sport, một trong những mẫu xe đẹp nhất thế giới của năm 2020 mọi người ạ. À, phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Ôi, ánh mắt thật là ngầu. Mọi người nhìn này. Trời ơi, cực kỳ sắc nhọn. La răng lên tới là 18 inch luôn, hệ thống đèn full LED cảm biến phải gọi là xung quanh xe. À, còn có màn hình HUD nhá mọi người nhá. Màn hình HUD. Quá đẹp luôn. Nào, tiếp đến của nhà Mazda thì sẽ là chiếc xe gì đây? Vâng, chắc chắn là chiếc Mazda 2 đỏ pha lê này rồi. Một chiếc xe đến từ Nhật Bản nhưng lại được nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan nhé mọi người nhá. Mazda 2 thì phải nói là nổi tiếng về tiết kiệm xăng rồi. 100 cây thì chỉ có 4 lít thôi. Mẫu xe tiết kiệm nhất phân khúc B rồi. Mà những cái dòng xe nhập khẩu thì quá là lành, quá là tiết kiệm. Đây là phiên bản sedan nhé mọi người nhá. Màu đỏ pha lê đây, mình vừa nhắc đây. Phải gọi là linh hồn luôn, linh hồn của Mazda. Và kế bên này chính là màu trắng ngọc trai cho phiên bản Mazda 2 Sport, phiên bản hatchback đó, cực kỳ thể thao, cực kỳ nhỏ gọn và linh hoạt khi trong phố cho các chị và các mẹ luôn. Đây, phiên bản đuôi vuốt rất là đẹp. Đây là phiên bản Sport nhé mọi người nhá. Nào, đi sang đây nào. Vâng, lại là một trong những dòng họ nhà CX tiếp được nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan. Mazda CX-3 nhé mọi người nhá. Phải nói là bộ la răng cực kỳ đẹp. 18 inch luôn mọi người, la răng phay nhé mọi người nhá. Hệ thống đèn bi LED cực kỳ cao cấp luôn. Wow. Mazda CX-3 thì được nhập khẩu từ trực tiếp tại Thái Lan nhé mọi người nhé. Cũng đang được hỗ trợ 100% thuế trước bạ nhé cả nhà ơi. 100% thuế trước bạ luôn ạ. Màu trắng ngọc trai ạ. Và kế bên cạnh đây lại là một dòng họ nhà CX tiếp. CX-30 cả nhà ạ. Cũng là một mẫu xe được nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan luôn. Màu đỏ pha lê. Cực kỳ đẹp, mặt ca lăng sao rơi này. Ôi xoài. Cảm biến xung quanh xe luôn rồi. Hệ thống la răng 19 inch. Màn hình HUD có đủ nhá mọi người nhá. Phải nói là quá là đẹp luôn, không còn mỹ từ gì để nói. Đây, nội thất đây mọi người ơi. Quá đẹp luôn. Ui giời, màn hình digital luôn này. Wow. Phải nói là form dáng cực kỳ mướt luôn. Quá đẹp. Vâng, chiếc xe CX-30 nhá, được trang bị cốp điện và hệ thống bô đôi thể thao. Và kế bên cạnh đây nó chính là siêu phẩm Mazda CX-5. Ôi, một ông anh, phải gọi là đàn anh, nhưng mà bán cực kỳ là tốt và đúng là noi gương cho các em rồi. Dẫn đầu phân khúc C, luôn luôn đứng top 1 trong nhiều năm. Mazda CX-5 thì mọi người có tin được không? Vẫn đang được hỗ trợ lên tới là 120% thuế trước bạ. Mọi người không nghe nhầm đâu nhá. 120% thuế trước bạ. Bây giờ giá xe Mazda CX-5 chỉ có giá loanh quanh khoảng 750 triệu hơn một chút thôi. Thì thực sự bây giờ giá này nó chỉ bằng sale tốt thôi mọi người ạ. Thì phải nói là thời điểm này mà mọi người không lấy thì thực sự là rất là phí. Khoảng sóng gầm lên tới 20 cm. Cảm biến xung quanh xe luôn. Màn hình HUD, cửa sổ trời, đèn bi LED. Đây, đây là màu trắng ngọc trai nhá. La răng 19 inch. Chiếc xe Mazda CX-5 thì phải nói là quá to quá rộng rồi.
cảm biến xung quanh xe, hệ thống bô 4, bô đôi và được trang bị lớp bô 4 thể thao này mọi người ạ. Cốp cực kỳ rộng luôn, cốp điện chống kẹt và có nhớ hai nhiều vị trí nhá. Đây. Và tiếp sau đây là chiếc Mazda CX-8 anh cả của nhà Mazda đây. Bên cạnh đây thì là chiếc CX-8 này màu xanh Carbon Blue này. Bên này là chiếc Mazda CX-8 màu trắng ngọc trai này. Phải nói là cực kỳ đẹp. 4,9 m. Cực kỳ dài, cực kỳ trường xe. Với cực kỳ nhiều công nghệ cảm biến toàn bộ xung quanh xe. Hệ thống phanh thông minh tự động, hệ thống phanh thông minh phía trước, hệ thống phanh thông minh phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo trệch làn đường, cảnh báo giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo phanh thông minh trong thành phố. Hệ thống radar, cruise control, adaptive cruise control, hệ thống cam 360, cửa sổ trời, sấy vô lăng, sấy gương, sấy kính và hệ thống HUD. Phải nói là quá nhiều từ ngữ, quá nhiều ngôn từ, quá nhiều câu nói để miêu tả về chiếc Mazda CX-8 này. Thực sự là rất là đẹp, quá nhiều công nghệ luôn. Hệ thống la răng 19 inch, cực kỳ đẹp nha mọi người nhé. Xe thì đã được trang bị hệ bệ bước chân luôn nhé mọi người nhé. Và với chiếc Mazda CX-8 này, mọi người được tặng cái bộ phụ kiện lên tới là 70 triệu. Và Mazda CX-8 thì đang được hỗ trợ lên tới là 100% thuế trước bạ nhé mọi người nhé. 100% thuế trước bạ luôn ạ. Và ngoài ra thì được tặng thêm một gói phụ kiện lên tới là 70 triệu. Đấy, thì để biết thêm chi tiết tất cả các dòng xe thì hãy liên hệ cũng như là gọi điện cho chúng tôi sẽ hỗ trợ và giải đáp cho tất cả các bạn từ dòng Mazda 2 cho đến dòng CX-8, toàn bộ thế hệ nhà Mazda nhé mọi người nhé. Xin cảm ơn các bạn nhé.